Trời ơi, đang ngủ mà ai bật điện vậy trời? Sao đâu quá ta? Ủa, đây là đâu vậy? Nhà của mình đâu rồi? Alo, alo, có ai ở đây không ạ? Alo. Hãy dạy đi những con người nghèo hèn và thối nát kia. Hey yo, what the? Chào anh. Đây là đâu vậy anh? Chào cậu. Hello. Có thêm một người này. Đây là đâu vậy anh? Mi không biết đây là đâu ư? Mi đã tham gia một cái trò chơi đánh cược mạng sống của Mi để đổi lấy tiền thưởng mà ngươi lại không biết đây là đâu. Thì hiện tại ngươi đang đứng ở trung tâm của trò chơi con mực. Đây là vòng 1 và ta chính là lính hình tròn, người sẽ chủ trì trò chơi này. Nhưng mà tại sao tụi em lại ở đây hả anh? Thì các ngươi là những người gọi là thối nát nhất, nghèo hèn nhất, hôi chân nhất, thôi nát nhất và ít sub nhất của cộng đồng YouTube Minecraft. Em mà ít sub hả anh? Thôi chết rồi các bạn ơi, người ta bảo mình ít sub kìa. Thế là các bạn hãy like video này và subscribe cho kênh của mình để người ta không bảo mình ít sub nữa nha. Mày mới nói chuyện với ai vậy? Các bạn nào ở đây có 3 người tính tao là 4 mà mi kêu các bạn. Dạ, tại em nhầm anh ơi. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao tụi em lại ở đây rồi? Trò chơi con mực là gì vậy anh? Trò chơi con mực đó chính là các ngươi sẽ tham gia từng vòng chơi một để đạt được một gọi là tiền thưởng giá trị 1 triệu đồng. Hả? 1 triệu đồng? Có nghĩa là nếu chúng em thắng trò chơi này thì chúng em sẽ được 1 triệu đồng. Đúng thế, 1 triệu đồng. Ôi, thế thì đơn giản rồi. 1 triệu đồng là 1 triệu Việt Nam đồng, chứ phải 1 triệu đô la nha. 1 triệu đô la ta không có đâu. Do me a favor. Shut the fuck. À thế à, thôi 1 triệu cũng được anh. Nhưng mà chơi như thế nào vậy anh? Thế đầu tiên sẽ là có các vòng đấu. Thì vòng 1 thì từ từ ta sẽ nói cho các ngươi. Và bây giờ các ngươi hãy thảo luận đi, các ngươi hãy thảo luận đi. Và ta sẽ ra đây và đợi các ngươi. Và ta sẽ chủ chơi trò chơi này, nói luật lệ cho các ngươi biết. Các ngươi hãy cứ nói chuyện đi. Nói chuyện. Chào cậu. Các cậu có như tớ, tự nhiên tớ lại vào đây nhở? Như là do tớ ít xúc. Còn các cậu tại sao lại vào đây? Chúng tớ nghèo đấy. Ôi, các cậu nghèo à? Tớ cũng nghèo. Chúng ta chắc đồng cảnh ngộ rồi. Mà nếu có chúng ta thắng. Hôi chân nữa nha, có thằng bị hôi chân nữa. Ê, ai hôi chân gì ta? Ôi thôi, không nói chuyện nữa đâu. Hồi quá nhìn ngày giờ nghe mùi hôi hôi, kỳ lạ thiệt chứ. Tao đang nói mày đấy, thằng Banda Ba Cà. Các bạn ơi, chúng ta có thể nói chuyện được không ạ? Chào cậu, ôi cậu thật thiện quá. Cậu nãy giờ là không kỳ thị tớ. Ok, cậu ơi, cậu ra đây, hôi chân, đâu chỉ có hôi chân mới ngăn cách chúng ta cậu. Cứ ngồi nói chuyện tí đi, có hôi đâu nhở? Cậu... Cậu ơi, bây giờ là nếu mà chúng ta muốn thoát ra khỏi đây, chúng ta phải chiến thắng được cái trò chơi này. Ok, bây giờ chúng ta phải phối hợp với nhau để chiến thắng trò chơi này nhá. Nào, đừng đánh nhau chứ. Đi ra nào. Anh ơi, tụi em đã thảo luận rồi này. Thế bây giờ chúng em phải làm gì hả anh? Được rồi, thì bây giờ ta sẽ phổ biến luật chơi cho 3 các ngươi. Nhưng đầu tiên ta sẽ phân số cho các ngươi đã. Số 1 đó chính là Banda Baka, số 2 đó chính là KT Gaming và số 3 đó chính là Timmy. Thì nhiệm vụ của các ngươi đó chính là chơi trò chơi em bé tập đi. Các ngươi đã bao giờ nghe qua trò chơi này chưa? Em bé tập đi à? Cậu biết trò chơi này à? Hình như tớ cũng đã từng nghe qua rồi. Có phải là cái trò gọi là đếm số xong xoay người lại đúng không? Cái trò mà con nít Việt Nam hay chơi ngày xưa ấy. Đúng rồi, ta sẽ hướng dẫn cho các người. Đầu tiên là ta sẽ úp mặt vào tường. Và khi ta quay ra, nếu ai cử động thì người đó sẽ bị loại. Và ta quay vô, nếu ai chạm vào ta thì người đó thắng. Đó chính là luật chơi của trò chơi này. Nhưng mà ta sẽ không phải là người chơi với các người, mà đó chính là một con robot sát nhân tên là Đo. Một con robot? Ủa, anh vừa nói cơ. Sát nhân có... Vậy là giết người à? Đúng rồi, để đạt được tiền thưởng á, các ngươi sẽ phải đánh cược tính mạng của mình để chơi cái trò chơi này. Nếu các ngươi thua, bằng nó sẽ loại các ngươi ra khỏi trò chơi này. Và người cuối cùng chạm vào nó sẽ được chiến thắng, được 1 triệu Việt Nam đồng. Không, tiền không, nhá. Không, không, không,
Cái này không được rồi các cậu ơi, cái này không được rồi. Chạy thôi. No. Nếu các ngươi chạy, các ngươi cũng phải ăn kẹo đồng. Ăn 2 viên luôn. Nếu mà chúng em chạy, chúng em cũng chết hả anh? Thế thì phải làm sao đây? Thế kiểu này các cậu ơi, cái kiểu này là bắt buộc phải chơi rồi. Ok. Thì ok, bây giờ là nếu chúng em chiến thắng thì có thể thoát ra khỏi đây đúng không? Đúng rồi, nếu ba ngươi chiến thắng thì các ngươi sẽ được thoát ra khỏi đây. Ok, các cậu ơi, chúng ta phải cùng nhau chiến thắng trò chơi này thôi. Ok. Được rồi. Có vẻ các ngươi đã chuẩn bị tinh thần. Được rồi, ta xin tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Ôi các cậu ơi, trò chơi bắt đầu kìa. Nhưng mà tớ nghĩ là chúng ta phải tách nhau ra thôi. Nếu mà chúng ta đứng gần nhau á thì lỡ như viên đạn bắn trúng một người thì chúng ta sẽ trúng hết luôn đấy. Ok, thôi cậu đứng qua bên kia đi. Còn tớ sẽ đứng ở đây. Còn cậu đứng qua bên kia đi. Rồi, ok anh ơi, chúng em chuẩn bị xong rồi này. Được rồi, như vậy ta xin tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Triệu hồi búp bê đo. Ui. Ơ. Có vẻ một người không nhanh chân và đã bị loại rồi. Còn hai người thôi. Một người nữa cũng bị loại và chỉ còn mình ngươi. Anh ơi, hình như có một bạn bị loại rồi. Còn hai chúng em chưa bị loại. À, ta nhìn nhầm, ngươi cứ tiếp tục chơi đi. Ôi, lúc này, cái đạn này đọc chậm này, may quá. Cậu ơi, bình tĩnh nào cậu. Có vẻ các ngươi chơi khá là được đấy. Ui. Con búp bê đo này nó rất là nhanh rồi đấy. Dần dần nó sẽ nhanh thôi. Ui, đọc nhanh thế, ui, may quá, cậu ơi. Tập trung nào. Hãy tập trung đi. Búp bê đo sẽ từ từ giết các ngươi. Sắp chạm vào nó rồi. Cố lên cậu ơi, chúng ta sắp được về nhà rồi. Có vẻ hai người khá là mạnh đấy. Ui. Không sao. Ui. Cậu ơi, ui. Rồi, ui. Có vẻ một người đã giành giải nhất. Còn một người nữa. Đó chính là người đấy, số 1. Chiến thắng ơi. Rồi. Có vẻ ta đã kiếm được người chiến thắng. Chính là Panda Baka. Tại do ta đã có phổ biến luật chơi. Ai chạm vào con búp bê nhanh nhất người đó chiến thắng. Chứ không phải ai đi qua vạch đích. Người đó chiến thắng KT Gaming à. Và thế người đã thua. Người sẽ phải chơi kẹo đầu. Đúng rồi đấy. Người đã chết. Và Panda Baka. Anh ơi. Không được anh ơi. Ngươi nghĩ là ngươi sẽ thắng sao? Không, trò chơi này có rất là nhiều phần. Và ngươi chỉ mới vượt qua vòng đầu thôi. Ngươi phải vượt hết qua vòng này. Để ngươi có tiền 1 triệu Việt Nam đồng. Đồng thời ngươi sẽ được sống sót. Sẽ có rất là nhiều đối thủ với ngươi. Vòng này chỉ là một vòng chơi dễ dàng đối với ngươi thôi. Sẽ có phần 2 đấy. Còn có phần 2 anh? Đúng rồi. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn xem tiếp phần 2 thì các bạn hãy nhấn like video này cũng như là subscribe cho kênh của mình để mình có động lực làm thêm phần 2 nhá. Còn bây giờ thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.